Kính thưa đồng chí Đinh Sơn Ca, Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đắc Man, Bí thư xã đoàn Đắc Man. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Triều, Phó Bí thư Chi đoàn trường Trung học cơ sở Tân Quang. Thầy giáo Đỗ Nguyễn Thủy Văn, Phó Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Tân Quang. Cùng với các đồng chí, các thầy cô giáo là tổng phụ trách, là giáo viên và học sinh của 4 trường Trung học cơ sở Tân Quang, Tiểu học Bắc Na, Tiểu học số 1 Tân Quang, Tiểu học số 2 Tân Quang về dự giao lưu sáng hôm nay. Đến dự giao lưu sáng hôm nay tại điểm trường Đắc Man, đây là một niềm vui, một niềm vinh dự của thầy và trò cũng như liên đội trường Tiểu học Đắc Man. Chúng ta vẫn nhớ khi đương thời Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dạy: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Trên tinh thần đó, 4 liên đội chúng ta về đây giao lưu, kết nghĩa, tìm hiểu về truyền thống của nhà trường cũng như những nét văn hóa của địa phương, vùng miền để chia sẻ nhiều hơn nữa về công tác của liên đội cũng như của nhà trường để xây dựng thêm một cái tình đoàn kết, sự gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Thưa tất cả các đồng chí, các thầy cô giáo, trường Tiểu học Đắc Man được thành lập vào năm 1982. Đây là phụ trường phổ thông miền núi đầu tiên của huyện Hoài Ân. Lúc ban đầu thành lập, trường Trung học phổ thông miền núi Đắc Man là tiền thân của trường Tiểu học Đắc Man lúc bây giờ, chỉ có 2 lớp với tổng số học sinh là 13 học sinh. Với 2 giáo viên, cơ sở thì rất là nghèo nàn, trường là tranh ne, tre, vách nước. Đời sống của cán bộ giáo viên cũng rất là khó khăn, đồng bào cũng rất là khó khổ. Những người thầy đầu tiên của trường Tiểu học Đắc Man là những người con của địa phương, không qua trường lớp đào tạo. Chỉ vì là yêu nghề, mến trẻ, đã lên lớp giảng dạy để dìu dắt các em biết cái chữ. Sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, thì đến nay trường Tiểu học Đắc Man đã được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của phòng giáo dục đào tạo Hội An, của Ủy ban Nhân dân huyện Hội An, Ủy ban Nhân dân xã Đắc Man và sự đồng tình ủng hộ của hội cha mẹ học sinh, thì nhà trường bữa nay đã phát triển rõ rệt. Cùng với sự cố gắng vươn lên không mệt mỏi của đội ngũ giáo viên với một cái tinh thần đoàn kết nhất trí rất là cao, cảnh quan nhà trường được xây dựng từ nhiều nguồn, trong đó không thể quên được cái công lao của phụ huynh học sinh và công lao của các thầy cô giáo và các em. Hiện nay toàn trường là có 210 học sinh, tổng số lớp là 12 lớp được xếp vào trường loại 2. Hiện tại điểm Đắc Man này có 153 học sinh và điểm Ân Sơn là 57 học sinh. Điểm Ân Sơn thì có 5 lớp từ 1 đến 5 và điểm Đắc Man thì có 7 lớp từ lớp 1 đến lớp 5. Trường có 24 giáo viên kể cả trong định biên và hợp đồng tiếp. Số lượng học sinh hàng năm của trường Tiểu học Đắc Man đều tăng dần từ khoảng 6% đến 10% trong hàng năm. Chất lượng về đội ngũ thì cũng xin báo với đoàn là chất lượng đội ngũ thì bữa nay đã cải thiện rõ rệt. 100% cán bộ giáo viên trong nhà trường đạt chuẩn và vượt chuẩn theo chuẩn giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay thì nhà trường đang có 2 giáo viên đang chuẩn bị tiếp tục hoàn thành cái chương trình đại học sư phạm. Và có rất nhiều thầy cô giáo đã hoàn thành cái chương trình đại học sư phạm và đang chờ chuyển đổi lương. Và có một quản lý là đã hoàn thành chương trình thạc sĩ. Trong 3 năm vừa qua thì thành tích của nhà trường cũng như cơ sở vật chất của nhà trường đã được thay đổi rõ rệt. Cảnh quan đã được sang ra mới. Về chất lượng đội ngũ thì trong 3 năm vừa qua thì đã
thay đổi một cách vượt bậc. Tất cả các thầy giáo, cô giáo đều tham gia các cái phong trào do phòng giáo dục cũng như địa phương tổ chức đều đạt giải, nhất là các phong trào mũi nhọn, ví dụ như giáo viên dì giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến nghiên cứu khoa học sư phạm, chiến sĩ thi đua. Và công tác đội thì liên đội cũng đã bắt đầu khởi sắc so với trước. Về chi bộ nhà trường thì chi bộ là nhiều năm liền đạt là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu của xã Đức Nam, được đảng bộ tặng giấy khen. Về công đoàn thì cũng nhiều năm liền đạt công đoàn vững mạnh xuất sắc. Về liên đội thì lâu nay là đạt liên đội khá, và năm nay chúng ta đang cố gắng phấn đấu để đạt liên đội mạnh cấp huyện. Đặc biệt là cái thành tích của các em trong năm học này thì cũng báo với các thầy, các em là đội viên, đoàn viên của ba liên đội bạc, là trong năm nay thì liên đội trường đã tham gia hai cái phong trào lớn. Cái phong trào thứ nhất là thi phát thanh men non, tuyên truyền phát thanh men non, thì liên đội trường đã đạt giải khuyến khích toàn huyện. Và thi cái hội thi là chỉ huy đội giỏi, thì cái bạn liên đội trưởng vừa rồi nói đã đạt giải là chỉ huy đội có năng khiếu xuất sắc. Và vừa rồi thì hội đồng đội về huyện đã về kiểm tra liên đội của nhà trường và đã đánh giá điểm. Và hiện giờ thì nhà liên đội trường đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị công nhận là liên đội mạnh trong năm nay. Ngoài ra thì các hoạt động xã hội khác đều được chi bộ và công đoàn tham gia. Công tác phổ cập, công tác xã hội hóa giáo dục đều đạt và vượt chỉ tiêu. Bên cạnh đó thì cũng có những cái khó khăn và những cái hạn chế yếu kém. Cái thứ nhất đó là cái công tác xã hội hóa là lâu nay thì trên này là do là xã vùng đặc biệt khó khăn, đa số là đời sống kinh tế của phụ huynh còn khó khăn, do đó cho nên là các em cũng như phụ huynh chưa có cái thói quen là làm công tác xã hội hóa. Bây giờ mới bắt đầu làm xã hội hóa. Cái thứ hai là cái chất lượng của học sinh thì chưa cao so với các trường ở đồng bằng, chưa bằng. Quan điểm của nhà trường là củng cố về mặt chất lượng của học sinh đi đôi với chất lượng của giáo viên và xây dựng cơ sở vật chất. Thì chất lượng của học sinh thì về các em là học sinh thuộc vùng đặc biệt khó khăn, cho nên cái kỹ năng nói tiếng Việt của các em rất là khó, còn hạn chế. Cho nên quan điểm chỉ đạo của nhà trường là bằng mọi giá phải xây dựng được một cái chất lượng giáo dục cao đó, chất lượng tiếng Việt là hàng đầu, lấy tiếng Việt làm chủ để nâng chất lượng của các môn học còn lại. Cái khó khăn tiếp theo đó là cái địa hình nó phức tạp, việc đi lại của giáo viên cũng rất là khó khăn. Nhưng mà hiện tại thì nhà trường vẫn còn thiếu một số phòng hiệu bộ, thiếu cái nhà công vụ cho giáo viên, cho nên đây cũng là một trong những cái khó khăn trong cái việc ăn ở đi lại để mà công tác tốt. Cái khó khăn thứ ba là trường có hai điểm trường, điểm Đắc Mang và điểm Đăng Sơn là cách nhau tới 31 km. Điểm Đắc Mang thì là thuộc địa bàn xã Đắc Mang, điểm chính là các đồng chí đang ngồi, các em đang ngồi. Còn điểm phụ là điểm Đăng Sơn cách đây 31 km. Cho nên cái việc quản lý của nhà trường là trong khi chỉ có một hiệu trưởng, chưa có phó hiệu trưởng, cho nên là cũng rất là khó khăn để làm được vấn đề này, để quản lý được cái chất lượng cái đội ngũ của nhà trường này, không phải là chuyện đùa. Và tuy như vậy nhưng nhà trường thì được một cái là sẽ cố gắng không nản,
cố gắng sẽ vượt qua những khó khăn đó. Đấy là những nét tới điểm về cái trường Đức Nam. Một phần là nói sơ lược để cho các thầy cô, các đồng chí là các em học sinh của ba trường bạn nắm được đôi nét về liên đội cũng như về trường Đức Nam. Thì với cái tinh thần là giao lưu là kết nghĩa, với tinh thần là để cùng nhau hiểu với nhau và phát triển, thì thầy mong rằng các em là đội viên, là đoàn viên của bốn trường, liên đội bốn trường, qua cái buổi giao lưu này các em sẽ hiểu nhau hơn và càng đoàn kết hơn nữa. Nếu có điều kiện thì các em hãy quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau phát triển. Đặc biệt đối với các em học sinh của trường tiểu học Bắc Mang thì các em coi đây như là một cái dịp mà để các em được tiếp xúc, được học hỏi, được tìm hiểu về các bạn, các anh chị của ba trường ở địa bàn Nam Quan. Biết đâu ngày mai ngày kia trên mọi nẻo đường của Tổ quốc các em lại gặp nhau, em biết ngạc mừng không? Thì lúc đó các em sẽ nhớ lại những kỷ niệm, những hình ảnh, những tình cảm ngày hôm nay trên sân trường này. Thầy cũng chỉ mong các em sẽ cố gắng hơn nữa, phấn đấu xây dựng liên đội của mình ngày càng phát triển như các liên đội của các bạn ở phường Tam Quan. Với tinh thần đó, cuối cùng tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo, các em là đoàn viên, đội viên của bốn liên đội là mạnh khỏe, hạnh phúc, và chúng ta sẽ gặt hái thành công trong năm học 2021-2022. Xin cảm ơn.